cầm từ từ thôi, từ từ thôi. Con ăn nè. Cầm rớt nha. Đó con cho, ba cho con cầm đó mà coi rớt đó. Coi rơi mất á, ừ gì nó ăn kìa. Nó ăn miệng miệng. Nó bợ cái bơ mà nó bợ cái bơ muốn đuối luôn. Hello cả nhà. Ôi cái bơ nó bự này, coi con mình cho con khỉ nhà mình thử nó ăn hết cái bơ này không nha mọi người. Ui cái bơ này hạt lép nha mọi người. Trời ơi. Ấy bự chán luôn. Anh thôi ăn kìa. Đấy, anh đồ ăn mình mới ít thôi mẹ. Anh đồ ăn mình nhảy qua nhảy lại đó. Đại bàng mà ăn bơ. Đây là đại bàng của nhà mình. Ăn chim đại bàng nè. Đấy. Đại bàng tổ tướng á. Ăn bơ không con? Đấy, không nói được nhưng mà nó chỉ ăn thịt thôi, nó ăn bơ. Nó không ăn trái cây đâu. Đại bàng. Đấy, nó đòi nè. Đang ở trên cây đây mà nó đòi. Ban ngày mình nhốt nó, mình cột nó ngồi đây cho nó. Ban ngày mình cột nó ngồi đây cho nó thoáng mọi người. Ban đêm mình chiều lại mình tắm rửa xong mình dắt vào nó mới mặc đồ nó, mặc đồ mặc tả. Ban ngày mình đỡ nó ngồi cho nó thoáng nó dễ chịu, mặc tả nhiều nó ham. Mặc tả mặc áo nhiều nóng nó ham nó. Nó khó chịu, mấy bạn hằng á mặc tả nhiều nó bạn hằng. Đồ ăn á. Đợi ba Trang nha. Đợi, ngồi đấy lui ra đợi ba Trang. Rồi nó đòi ăn mà nó nhảy qua nhảy lại kìa. Đấy. Đây. Đợi thì đợi ba Trang. Nha. Con lui ra đi con. Lui ra. Đây. Ba cầm Trang nè. Xích ra bên kia. Xích ra. Đấy, ăn á. Cầm từ từ thôi. Con ăn nè. Cầm rớt nha. Đó con cho, ba cho con cầm đó mà coi rớt á. Coi rơi mất á, ừ gì nó ăn kìa. Nó ăn miệng miệng. Nó bợ cái bơ mà nó bợ cái bơ muốn đuối luôn. Cái bơ bằng bằng lượm rồi đó. Khỉ nhà mình tên lượm nha mọi người. Nhà mình là chim chứ khỉ. Cứ cuối tuần vậy là nhà mình đi chở mấy em đi đi chơi, đi cắm trại rồi đi picnic ấy, người ta gọi là picnic ấy. Đó nó ăn á. Một mình nó một cái bơ đấy. Bơ này hồi hạt nó lép. Cơm nhiều lắm mọi người. Trời nó ăn gố lắm. Mình ăn cỡ nó ăn nhiều lắm, nó ăn sầu riêng 4-5 muối gì đó mọi người, 4-5 muối lớn á. Mà nó ăn kinh khủng lắm mà sao nó không mập biết. Mình cho ăn cũng kỹ lắm, sữa xong rồi tùm lum hết. Ban ngày thì mình đỡ nó ngồi cho nó dễ chịu. Ban đêm thì mình mới dắt nó vô nó ngủ, mặc đồ mặc tả nó mới ngủ với mình. Nó khôn lắm. Tại vì nó cũng thả ra thì nó cũng không đi nhưng mà thả ra nó phá đó mọi người, nó cắn hết đồ. Rồi nó bị cây bị đồ á, bị mấy cây nhà mình rồi nè. Rồi chổi rồi nói chung là nó nhai hết cặp cái gì nó nhai nói. Nên mình phải cột. Nhưng mà nó khôn lắm, thẻ là nó không có đi, nó ở với mình á. Chỉ có phá thôi, gặp cái gì nó phá nói, đồ ăn là nó lấy nó ăn. Mở tủ lạnh. Đấy, nó ăn á. Hai cái hầu của nó. Mình làm cái cây này cho nó ngồi chơi. Đó, một cái mình ăn cỡ đó. Cái này to lắm mọi người. Cái mọi người thấy nó cầm cái tay nó biết rồi, nó ăn còn khúc chút xíu chứ. Nó là mình thả ra cũng được, nhưng mà nó thả ra nó hay phá đồ nên mình phải cột. Chứ thực ra nó không có bỏ nhà đi. Khôn lắm. Nó bắt cháy thôi rồi luôn, bắt cháy cạo gầu rồi, ai có gầu có cháy nó cạo sạch trơn luôn. Ban ngày thì cứ đỡ tự do cho thoải mái nó khỏi ham. Mình mặc tả nhiều nó ham, nó ham rồi nó bứt rứt, nó khó chịu. Còn con đại bàng mình nó kêu á, đúng giờ cho ăn. Bên đây có con này, bên đây mọi người có con cú mèo nữa này, con này bắt chuột, con này tên là Cun.
Con này bác chuột hay lắm mọi người. Nó nhỏ nhỏ vậy bác chuột giỏi lắm. Nhà nào có chuột có nuôi con này nha. Mọi người đừng có mơ tín dị đoan quá, kêu là nuôi cú nó không được hên này kia nọ, đừng có mơ tín quá. Con quật nó cũng là con quật mà thôi, chẳng qua là mình mơ tín thôi. Nhiều người nuôi nuôi quạ mơ tín quạ này xấu này kia nọ, nhưng mà quạ cực kỳ khôn, quạ thông minh, trong loài chim là con quạ khôn nhất đó. Nhưng mà nhiều người cũng kêu là quạ đen quạ đồ, đừng có mơ tín quá. Mình sống năm nay là 2021 rồi, 2021 rồi ha. Mình nuôi, mình thích con nào thì mình nuôi, con này thì nuôi nó nhà nó bớt chuột đi, dù nó không bắt được đi nữa nhưng mà có nó đi là con chuột nó còn hạn chế vô nhà mình. Với đất Sài Gòn này mà nuôi mèo chuột nó vẫn vô vậy, nuôi con cú mèo với nó chuột ít, chứ con đại bàng kia nó kêu còn không, chuột cũng đủ sợ rồi. Nó này con đại bàng mình nè, nó bả đó đứng á, bà đứng cầu á, đây là cái thau tắm của bả. Bà ấy là xuống, bà xuống bà tắm. Đại bàng đó, bà ăn to khủng khiếp luôn. Bà đi săn rồi mọi người. Bà đi săn, bà bắt được mồi. Còn bà này bà ăn thôi rồi, đồng ý. Thôi bỏ đi hột đi con. Ăn mà ngồi bắt hán vậy đó. Đó, cái chân này giữ. Bà không lấy đâu. Bỏ cái hột đi, còn tiếc à, nó ăn tiết kiệm lắm. Gẹm sạch trơn à. Đi phượt là anh cũng hay đi lắm. Bữa nay dân số tăng. Ê. Phượt anh cũng hay đi. Phượt xuyên suốt. Nay Covid cô béo rồi hạn chế đi. Trời ơi, ăn một cái bơ mà giữ một cái diều luôn. Đầy diều luôn. Ngon ngon. Rồi nó là nó sợ mình lấy nó chạy á. Ba, à không. Khi nó bình thường mình rờ được chứ nó cầm đồ ăn rồi mình rờ nó là nó mình sờ nó là nó sợ mình lấy đồ ăn của nó quay chỗ khác à. Nuôi nó cũng vui. Mình làm online mà ngồi nhiều lắm nên là mình nuôi một hai con thú cưng vậy, cái mình nuôi mình rảnh rảnh mình ra mình chơi với nó đỡ ngồi nhiều. Ngồi nhiều cũng sinh bệnh. Rồi chiều lại là tắm rửa sạch sẽ lắm, tắm ôi à, hết rồi, gặm sạch trơn rồi mọi người. Đấy, múc tay luôn. Đấy con, còn một chút xíu con giỏ nè, ăn tiết kiệm vào đó. Một cái, một con lùm ăn một cái luôn đó. Giỏi không? Người có chưa được 3 kg lô à, mà ăn hết một cái bơ chà bá luôn đó. Thấy nó sồng sàm cho nó nhẹ mọi người. Nuôi nó uống sữa với thằng cu con mình á. Anh hộp em hộp cứ uống hoài chứ mà không mập. Mình ăn cái gì mình cho nó ăn cái đó. Nó cũng dễ nuôi. Nó không có kén đồ ăn mọi người. Cơm nó cũng cơm không, nó cũng ăn uống. Mắm muối thì nó ít ăn nhưng mà cơm không nó ăn. Lâu lâu thì thịt rồi nó cũng ăn, tôm nó ăn ghê lắm. Nhưng mà đồ mặn thì mặn quá lắm anh. Nhất là háo đồ ngọt. Thôi cái đấy hột không có gì đâu. Chưa đã kìa. Đấy liếm. Trời ơi. Một cái bơ giấy mà cũng còn à. Thôi chào cô bác nha mọi người. Bye bye đi. Bye bye cô bác đi. Đấy. Cho hột cho ba. Thôi chào mọi người nha. Bye bye mọi người.